Và tự nhiên tượng Bồ Tát Quan Âm xuất hiện vùng này và đem sự may mắn đến cho quê hương đây một phần. Và nhờ cái tượng này mà trò mới có một số tiền. Trong đó, ông đó ông nằm mộng, ông thấy rằng qua bên chùa Quan Âm này, cầm cái tượng Phật này đặt lên bờ. Rồi đặt lên bờ và cái ông chủ đất đó cũng không cho. Rồi chị Thủy mới lấy, mới thỉnh cái tượng Phật này về cái gốc gáo. Và chị mới làm một cái, tự nhiên tối nó bão mưa rất lớn. Và tự nhiên tình cờ những người lòng tin của họ trỗi dậy. Dạ Bùi Hồ và chú Kỳ Tài Nguyễn Hồng Phước xin chào cô bác quý anh chị. Thì hôm nay thì hai chú cháu có dịp về lại huyện Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp. Và sau lưng của Bùi Hồ và chú Phước đó là ngôi chùa Quan Âm Cổ Tự. Đây là một ngôi chùa khá là linh thiêng. Hôm nay thì chú Phước đồng hành cùng với Bùi Hồ là chú thì cũng thường xuyên đi vô giếng chùa này hả chú? Đúng rồi. Chú có thể kể cho con cô bác quý anh chị nghe về một số câu chuyện cũng như là những cái khi chú ở chùa này đó. Dạ dạ. Cái duyên của chùa này là từ cái ngành hội họa của tôi. Dạ. Là lúc mà chùa mới xây dựng đó chứ hồi đó cũ kỹ lắm. Rồi xây dựng những cái mới đó thì lúc cách đây chừng 12 năm. Là lúc đó tôi vô đây tôi tiếp đắp tượng rồi vẽ những bức tranh này kia đó. Thì từ đó tới bây giờ coi như là nó gắn bó. Thì hôm nay thì gặp được Bùi Hồ là có cái dịp để giới thiệu đến cái chùa mà tôi cũng có đặt cái niềm tin ở đây rất là nhiều về vấn đề thứ nhất là tín ngưỡng, thứ hai là nghệ thuật hội họa. Con thì được biết đến ngôi chùa này qua một số người giới thiệu về sự linh thiêng của ngôi chùa này. Chú thì lại biết được ngôi chùa này trước đây là qua cái nghề hội họa. Thì để tìm hiểu thật hư như thế nào thì Bùi Hồ cùng với lại chú Kỳ Tài Nguyễn Hồng Phước sẽ vô thăm, hướng dẫn cô bác quý anh chị vô tham quan chùa. Dạ. Cũng như là nghe sư thầy ở đây kể một số cái câu chuyện linh thiêng, mà đặc biệt là cái câu chuyện gần đây nhất là tượng Phật nổi ở dưới sông. Đúng, và có thể hiện nay thì đang được thờ cúng ở trong chùa mình. Dạ. Và những còn những cái chuyện mà linh thiêng khác mà chỉ có thể là sư thầy mới có thể kể cho chú cháu mình nghe. Đúng rồi. Bây giờ thì con mời chú, tại vì trước đây thì hai chú cháu nói thật luôn thì hai chú cháu là người đời thì cũng ít đi chùa lắm, nhưng mà không biết hồi ngồi tại sao mà hai chú cháu lại có duyên với lại ngôi Quan Âm Cổ Tự này. Cũng rất là có duyên, và đây hôm nay cũng là một cái việc cũng rất là đặc biệt. Thì rồi vậy thì Bùi Hồ ha, mình dạ, mình từ từ đi vô gặp thầy. Rồi con mời chú. Chú đi trước đi, con đi theo. Ngôi chùa này thì lâu, khá lâu hả chú hả? Con thấy ở trên kia là năm 1970. Đúng rồi, có lâu. Nó có rất là lâu. Dạ. Cũ kỹ lắm. Rồi lúc đó thì có những sư trụ trì khác á. Rồi sau này thì tới đến mà sư Thích Giác Ân. Dạ. Là về thì năm nay 12 năm đó. Sư thầy Thích Giác Ân. Dạ. Là cũng rất là, với chú rất là hữu duyên hả? Hữu duyên là gặp nhau. Dạ. Rồi mình trao đổi về cái nghệ thuật, chứ chủ yếu là bên tôn giáo thì tôi cũng không rành. Dạ. Với thầy nói với cô bác, với chị chia sẻ thêm là chú thì năm nay cũng nhiều chú? 70 rồi. 70 rồi, chú là tuổi thìn. Bùi Hồ cũng tuổi thìn, không biết tình cờ sao mà hai ở hai đầu hai nơi sông, cách một con sông mà hai chú cháu thường cũng đi chung nhau hoài à. Có cái tượng Phật. Cô bác quý anh chị thấy đây là một cái tượng Phật đang niết bàn hả chú? Nằm dạ. Niết bàn. Dạ dạ. Đây là tượng Phật Thích Ca nằm niết bàn. Tượng này dài ghê, lớn dạ, hả 35 chú? 35 mét hả? 35 mét. Thì dạ, cũng mà trước đó là thầy Thích Giác Ân có với một ông thầy gọi là Tâm Đức á. Dạ. Cũng về đây thì ông thầy Tâm Đức này lúc đó mới 23 tuổi thôi, mà ổng phát nguyện rồi ổng có cái năng khiếu rồi có thể cũng có cái vấn đề tâm linh thì nó hỗ trợ, sao ổng làm được cái tượng Phật là gọi là lớn, mình cũng thấy cũng ngán đó, 35 thước rất là dài, rất cao. Chú cháu mình lại gần mà năm đó ổng mới 23 tuổi thôi. Nhưng mà chú ơi, con thấy thì gì nè, có nghĩa là khi Phật nằm niết bàn thì có phải là con nhớ lầm hay không, nhưng mà thường là con thấy mặc áo màu vàng hả chú ơi, nhưng mà hôm nay thì Phật áo màu đỏ.
cái bức tượng này thì cũng có nhiều lần thay đổi về màu sắc, mà có một lúc thì cũng mặc áo vàng, mà áo vàng mình mạ vàng kim đó. À. Nhưng mà có lẽ là áo đỏ này thì cũng thầy cũng có một cái ý gì trong đó. Dạ. Về vấn đề tôn giáo thầy thì rành lắm. Dạ. Thôi thì cho tham quan cảnh này chút xíu nữa thì chắc có lẽ là mình sẽ nhìn tổng thể về cái ngôi chùa. Dạ. Cho cô bác quý anh chị thấy từ trên cao xuống. Và bây giờ thì tiếp theo thì chú Phước sẽ hướng dẫn vô gặp thầy Thích Giác Ân hả chú? Thầy Thích Giác Ân. Dạ. Rất là hữu duyên khi mà mình thì nghe đồn là nghe nói thì bỏ dép ở đây hả chú ha? Thôi mang luôn đi. Dạ. Chúc mình mắc trở tới sẽ luôn. Nghe nói thì hôm nay thì có kìa, đi đây cùng với chú. Ồ, đá nguyên khối rồi chú. Ừ. Ở tượng Phật gương mặt đúng rồi của đá dắt vàng hả chú? Đó. Ồ, bức này là thầy đặt nguyên khối đá Thạch Anh gì đó. Thạch Anh nói đó. Nhưng mà gương mặt là dắt vàng. Gương mặt đúng của rồi. Đức Phật là dắt vàng. Đúng rồi. Ôi giời. Quý mà. Đây là giờ trưa đây. Không biết có thầy có nghỉ trưa không? Dạ. Ồ, thầy còn thức. Dạ. Dạ con. Con chào thầy, hôm nay đến đây để viết chùa với lại chú Phước. À, chú Phước thầy của tôi. Chào thầy. Dạ. Lâu quá mới gặp thầy, thầy vẫn khỏe. Dạ. Buồn trò cắm hoa cho Phật Quan Âm. Dạ. Đây, cho nên những ngày dịch cầu mong cho Phật Pháp được hưng thịnh và chúng sanh Việt Nam chúng ta sớm được tiêu trừ dịch bệnh. Hôm nay mấy vị đến đây làm gì? Con đến đây để viếng chùa thầy. À. Với lại thì con thì cũng có một cái tính hiếu kỳ mà nghe nói chú Phước cũng biết được ngôi chùa của mình. À, thầy tôi mà. Dạ rồi đó là con nghe mọi người nói với nhau rằng thì ở chùa mình có tượng Phật nổi á thầy. À. Dạ. Tượng Phật nổi đúng rồi. Ở đây thì dân làng ở đây ai cũng biết. Bởi vì tượng Phật nổi cách đây mới là 3 tháng mấy thôi. Thì dân làng đem đến đây. Dạ, cho con đeo này được không? Đeo nữa hả? Dạ. Tại vì tượng Phật nổi cách đây 3 cây số là ngay chỗ bến đò Mương Lớn á. Do chú Thầu Hải Đến vừa thành lập cái bến phà xong thì chú Hải Đến cũng đem tình thương đến cho mọi người dân ở đây đó, với cái sự phát tâm của cái vùng này nữa, trong đó trò cũng phát tâm để cùng nhau ủng hộ cho cái quê hương này đó. Vì thế thì sự linh thiêng của Phật Pháp, sự linh thiêng của trời đất á, cũng hiến tặng cho cái quê hương này nhiều lòng tin khác nhau, trong đó biểu tượng là Ngài Quan Âm Tống Tử. Và sau đó có Ngài Quan Âm xuất hiện tại cái vùng này, người ta nói được gọi là Phật nổi đó. Cho nên thì đây là sự phước báo của quê hương này thôi, quê hương của vùng này đó. Vì thế thì trò cũng trân trọng những cái phước báo này. Cho nên hằng ngày thì trò cùng với Phật tử ở đây cũng phát tâm mua hương hoa để hiến cúng cho Ngài. Dạ. Cầu mong cho quê hương đây được bình an lợi lạc và dân tộc Việt Nam chúng ta sớm được tiêu trừ cơn đại dịch này. Chính là tượng Phật này. Đây, chính tượng Phật đây. Thầy cho con hỏi thì là đã được bao lâu rồi hả thầy? Cách đây 3 tháng mấy. Dạ, cái tượng Phật này thì nó sự linh ứng khác nhau đó. Dạ. Do sự nhu cầu của Phật tử họ đến họ cầu nguyện á. Dạ. Gần đây nhất á, thì chùa của trò đang phát nguyện xây dựng trên dưới 10 năm rồi, trò về để tiếp nhận đó. Dạ. Thì có một vị làm cái giấy phép cho trò để xây dựng đó. Thì ông đó cũng đi nghỉ hưu. Và đây cũng được trên dưới 10 năm. Thì lúc mà đến năm thứ 10 này nè thì trò mới phát nguyện xây chùa. Và tự nhiên tượng Bồ Tát Quan Âm xuất hiện vùng này và đem sự may mắn đến cho quê hương đây một phần. Và nhờ cái tượng này mà trò mới có một số tiền. Trong đó ông đó ông nằm mộng, ông thấy rằng qua bên chùa Quan Âm này để lễ tượng này và ông cho tiền. Chứ là ông này ông làm gì ông đâu có tin. Dạ. Được báo mộng lần thứ hai rồi ông mới bước qua đây ông lễ Phật này. Tình cờ ông lễ Phật này xong đó, về nhà cái ông mua 5 tờ giấy số chiều chúng độc đắc 5 tờ. Dạ. Tự nhiên ông đem qua cho trò 200 triệu. Dạ. Và lấy số tiền của ông trúng số đó ông đem bố thí cho một số người ở đây.
đó là cái sự linh ứng của Phật pháp thôi, mà không phải là mình đem sự mê tín gì, nhưng mà đó là cái sự trùng lập, khái niệm trùng lập của tâm nguyện của mọi người đó. Mà ngài Quan Âm xuất hiện này, tự nhiên dân làng này ai cũng quan hỷ. Và tự nhiên cái vùng này có nhiều cái sự phước báo khác nhau, nên trò cũng cầu mong là quê hương này cũng được hạnh phúc bình an nhờ cái sự lòng tin của Phật pháp, nhờ sự từ bi của ngài Quan Âm. Cũng như trong kinh Phổ Môn vậy đó, ngài Quan Âm hiện tướng rất là nhiều, và hiện tướng của ngài Quan Âm bằng nhiều hình tướng khác nhau như thế này, và đem sự bình an lợi lạc đến cho mọi người cũng nhiều. Tôi cố gắng cầu mong cho dân tộc chúng ta luôn luôn ai cũng quan hỷ, ai luôn luôn ai cũng từ bi với ngài Quan Âm. Thầy có thể chia sẻ với con là trước đây mà ai là người phát hiện ra tượng Phật nổi này, và phát hiện như thế nào thầy? Tình cờ như thế này nè, lúc mà cái tượng Phật này đó có đó, thì lúc đó chỗ không có ở nhà, và người tên là chị Thủy và một số Phật tử nữa, nhân dân ở vùng này, phát hiện cái tượng Phật này trôi ở từ ở dưới nước ở trên mương lớn đó, trôi vào bờ, và có một người mới cầm cái tượng Phật này đặt lên bờ, và đặt lên bờ, và cái ông chủ đất đó cũng không cho, và chị Thủy mới lấy, mới thỉnh cái tượng Phật này về cái gốc gáo, và chị mới làm một cái trang thờ bình thường thôi, thờ. Rồi trong đó có một số mấy anh em thanh niên á, nói nếu mà bà tin tưởng đó, tôi bà có linh á thì bà mưa đi, tại lúc đó là trời đang nắng quá nắng, tự nhiên tối nó bà mưa rất lớn, và tự nhiên tình cờ những người lòng tin của họ trỗi dậy, tự nhiên người ta kéo đến đông quá, kéo quá chèn đông đi, trong đó cũng có hàng ngàn người dậy coi, không phải ít đâu, chính quyền thấy cũng không có nơi trang nghiêm á, và chính quyền mới đem về đây. Lúc đó thầy không có ở nhà, thầy chỉ là nghe lại những cái người dân ở đây và biểu tượng như thế mới đem vào chùa. Lúc đó là ngày thứ hai trò mới về tới nhà. Nguyên nhân lúc đó là trò đang ở Sóc Trăng, trò đang giữ cái lễ của nhà ông Đinh Nhân Vui, giám đốc Suối Tiên á. Rồi xong đó là trò cũng được sự may mắn thì một số Phật tử họ phát Bồ Đề Tâm, họ cùng thỉnh cái tượng đá thạch anh ngoài chiếc chùa đó cùng về trong một ngày này luôn. Cái đó là sự phước báo của quê hương này cũng như là cái chùa này. Cũng là Phật pháp cũng nhiệm màu, và biểu tượng qua một hình ảnh của Đức Phật. Cách đây thì cũng 3 tháng, hơn 3 tháng. Đúng 3 tháng. Thầy cho con hỏi thì nếu như mà chùa tượng Phật á mà được đúc bằng thạch cao thì kết dính lại và có thể đúc thì nó gọi tượng có thể nổi. Nhưng mà thầy có thể cho con biết là chất liệu của tượng Phật là như thế này, là được đúc bằng chất liệu gì? Chất liệu này là bằng thạch cao nặng. Bữa đó cũng có cần cũng như là 4-5 kg. Nhưng mà khái niệm tượng Phật mà 4-5 kg nổi cũng hơi hiểu. Cũng có một số như là đá nổi chẳng hạn. Nhưng mà đây là tượng Phật nổi được biểu hiện là sự từ bi, sự tình thương. Cũng nhắc nhở chúng ta thôi, nên có lòng thương với nhau, có từ bi với nhau, có tha thứ cho nhau. Biểu tượng ngài Quan Âm là như thế đó, thì muốn nhắc nhở rằng ai cũng phải biết thương yêu nhau. Cũng là biểu tượng này cũng nhắc nhở cho chúng ta như thế. Cũng cầu mong rằng biểu tượng này xuất hiện như vậy thì cũng đem sự bình an đến cho mọi người. Ngoài cái điềm lành mà thầy mới vừa kể cho con là hai cái điềm lành rất là trùng hợp, cũng như là cái duyên mà tượng Phật coi như là ngữ ở đây. Thì ngoài đó, ngoài sau khi đó thì thầy còn có thấy những cái điềm lành nào mà mang đến cho chùa mình đúng không thầy? Điềm lành thì chùa Quan Âm này nó có nhiều loại quyền điềm lành lắm. Cái thứ nhất á, thì quý vị thấy cái tượng đây là cái tượng Quan Âm Tống Tử, là điềm lành cho quê hương này. Có những người mà không có con đó, gia đình không có con đến nơi sinh cũng đạt rất là nhiều. Và hiện nay cái người mà vẫn còn tồn tại là 95 tuổi rồi, là bà đó hàng năm bà cứ vẫn về chùa này, bà tạ lễ tạ ơn cái tượng này. Và nhân làng ở đây đó vừa rồi đó cho cũng tụng kinh đó, thì trong lửa xuất hiện ra một con người từ trong lửa đi ra bên đấy đấy. Và sau đó trò tụng kinh á, cầu nguyện á, nếu quê hương đây con tu hành suốt 32 năm rồi từ bé, nếu chứng thật cho con để cho con có cái năng lực năng lượng để con tiếp tục bước trên con đường tu tập của mình nữa, để cho con làm sao con đem sự lợi lạc chung cho mọi người được hướng thượng hướng thiện, đem sự tình thương với nhau, đem sự thương yêu cho nhau, để tha thứ cho nhau, thì mấy ngày quan hỷ xuất hiện cho con thấy. Và tự nhiên lúc đó trò tụng kinh đó, trên đầu của trò cũng xuất hiện như biểu tượng ngài Quan Âm. Bởi vì trò về chùa Quan Âm đó, trên biểu tượng Quan Âm xuất hiện rất là nhiều. Thì thế trò cũng gắng cầu mong theo cái hạnh của ngài.
Là cái đó là thầy nhìn thấy thước phim nó có quay lại không thầy? À, thước phim nó có quay lại, tức là tình cờ những người bình thường thôi, quay trong cái điện thoại bình thường thôi. Mình không có phải là mình lên mạng hay là mình đưa những cái công nghệ gì vào. Đó là cái biểu tượng bình thường trong cái iPhone bình thường. À, những thước phim đó tự nhiên điện tử nó quay lại được, tình cờ quay lại được và tình cờ chụp lại được. Thì đó là sự biểu tượng của thần thánh mà. Mình nên cũng công nhận rằng trong thế giới chúng ta có nhiều cõi khác nhau. Nhân thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa và Phật thừa, thì chúng ta cùng cõi nhau. Phàm thánh đồng cư địa, thì chúng ta gắng tu tập, gắng thể hiện lòng từ, thì chắc chắn rằng những cái thế giới bên ngoài của mình họ sẽ nhìn thấy lại mình, họ sẽ ủng hộ mình. Thì trong chùa tôi cũng vẫn tin tưởng, chỗ vẫn tin tưởng rằng có các vị thiện thần, có tất cả các vị kim cang hộ pháp để ủng hộ mình để tu tập, ủng hộ những người làm lành. Thì trên cuộc sống này chúng ta nên làm lành thì tự nhiên sẽ có những người thiện thần ủng hộ chúng ta, những người quý nhân ủng hộ chúng ta, những người cao nhân ủng hộ chúng ta, và những thần nhân sẽ giúp đỡ cho mình. Hãy cầu mong rằng quý vị hãy nên phát tâm cầu nguyện chung cho thế giới được hòa bình, nhân dân được an lạc, và chùa của trò đang trên đường xây dựng. Cầu mong rằng quý vị hoan hỷ người giúp sức về chùa này cùng Pháp Bồ Đề Tâm để xây dựng quê hương này trở thành một cái nơi trang nghiêm. Bao năm xây đắp chốn chùa chiền, sỏi đá sẽ trở thành vỏ phạm thiên. Chúng ta đều có phước, nên để lại cho đời, nên để lại cho thế hệ. Con thì cũng khá là tò mò khi mà nghe thầy kể được những cái câu chuyện linh thiêng về Phật pháp, trong đó có một cái câu chuyện là Quan Âm mà hiện trong một cái đống lửa đấy, đi ra trên đó được thước phim nó quay lại, thì chắc có lẽ là thầy đang cắm hoa cho Phật, thì cắm xong chắc có thể là con nhà thầy sẵn hướng dẫn con đi một vòng xung quanh chùa nha thầy. Để đi quan hệ cho trò, để hoàn tất cái chương trình để cắm hoa. Dạ. Hãy cầu mong cho quý vị được hạnh phúc, để có gì cho cắm đây luôn đi, để không có kịp thời gian cho quý vị đó. Để quan hệ đi, chờ dọn cho sạch rồi. Thưa cô bác quý anh chị, thì đây là cái tượng Quan Âm, theo chia sẻ của thầy Thích Giác Ân, thì đây là cái tượng Phật mà tất cả các Phật tử sau khi phát hiện thì đem bên đây và thờ cúng ở đây. Thì ngoài cái câu chuyện mà tượng Phật nổi như thế này á, thì mình còn nghe thầy kể lại những cái câu chuyện mà du di mà không ai giải thích được. Thì mời cô bác quý anh chị cùng đợi nha. Chú ơi, tiếc cái là tượng Phật bà như thế này thì ở cái phần này lại bị không còn nguyên như dạng, bị tróc nước sơn ha chú ha. Chắc có lẽ là cũng bị va chạm ha chú ha. Cũng có gia chạm. Nhưng mà theo chú thì chú là một người rất là khoa học, thì chú có thể giải thích được là chú cũng là người từng đắp thạch cao, thì đối với thạch cao nặng thì có thể nổi được trên mặt nước không chú? Cái thạch cao nguyên khối nó cũng là loại đá thôi, thì nó phải chìm. Trừ ra là người ta đắp cái tượng đó nó bọng, thì khi bọng vậy thì tính theo cái thể tích này, mà với cái khối không khí nó cao thì dĩ nhiên tượng phải nổi. Như ở đây ấy, là khối này khối đặc, khối đặc thì chỉ có những cái loại gỗ hoặc gỗ, chứ có những cái loại nó cũng có thể chìm đó. Nhớ định nói cái này là nó chuyện rất là mình thấy tâm linh đó. À, nếu như mà tượng thạch cao mà thấm nước thì cũng có thể chìm ha chú hơn. Nó thấm nước nữa thì nó phải chìm thôi. Ở trên thì con thấy trên Phật bà thì có một vị Phật Như Lai ha chú. Phật Đúng rồi, thì hồi xưa tới giờ thì ở trên đó đều có một cái tượng, cũng có một tượng Phật nhỏ ở trên đó, chỉ có lẽ là vậy. Thôi thì con với chú cùng với sư thầy tham quan chùa cũng như là coi những cái thước phim mà thầy mới vừa nói.